sự. Thôi im 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 im. Rồi chào tay đưa tay lên chào. Xin thầy chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào tất cả quý vị đang xem chương trình tại tỉnh Sáng Ngọc Sang, thôn Suối Đá, xã Ba Cầm Bắc, huyện Khánh Sơn. Đây là một cái bếp cơm dành cho người đồng bào và đã được xây dựng là thành lập là 10 năm, gồm có các vị sư từ những tăng sinh sinh viên và cũng như các Phật tử người đồng bào vùng sâu. Chung quanh chúng ta là quý vị thấy là đây là những gia đình của người đồng bào dân tộc Rắc Lây. Đây là một trong những cái khu Khánh Sơn, thôn Suối Đá, xã Ba Cầm Bắc, cách trung tâm thành phố Nha Trang là 100 km. Nếu chúng ta đi về mà lên đèo á thì khoảng 200 cây. Và cách đây mười mấy năm, mấy sư cũng có nhân duyên vô tình đi khất thực và hành đạo hóa duyên ở nơi đây, gặp mảnh đất này và cùng với mọi người ở nơi đây để lập ra một cái bếp cơm. Sau đó cho tới nay cũng đã được 10 năm và rất là nhiều đoàn cũng đã biết đến đây này để đến cho quà trực tiếp. Trong đó đi đào những cái giếng nước cho thôn làng. Nhờ đó mà bây giờ là thôn làng có những cái giếng nước sạch. Rồi mấy sư cũng kêu gọi các vị mạnh thường quân, các Phật tử về để giúp là thay những cái mùng mền chân ra gói ráp này. Rồi cho cặp táp, quần áo cho các con em, trẻ em dùng sâu ở đây. Nói chung ở nơi này xa với người kinh cho nên là cũng rất là khó khăn. Và nhân nơi đó là cũng có những tu sĩ có được cái cơ hội để đến nơi đây. Và đặc biệt là với những tấm lòng vàng của các Phật tử gần xa, khi có những người đã biết đến nơi này cùng kết nối với các sư tại nơi đây. Cho nên là cũng rất là nhiều đoàn nhân nơi đó mà đã về đây để cho giúp cho những cái món quà nhu yếu phẩm cho người đồng bào. Một năm các sư tổ chức 4 lần: rằm tháng 4 mùa Phật Đản và rằm tháng 7 mùa Vu Lan. Mùa mưa là khoảng tháng 9 tháng 10 và đặc biệt là mùa gần Tết. Ví dụ như hôm nay là mỗi xuất quà như vậy là mình cho khoảng 500 nghìn cho mỗi một gia đình. Hôm nay chúng ta cho là 250 xuất. Riêng đặc biệt cái phần quà mà mình đi cho ở người đồng bào ở đây là quý vị biết là các sư chỉ có kết nối, còn khi quý vị đến cho là quý vị sẽ gặp trực tiếp người đồng bào quý vị cho trên tay của họ. Tức là người thật việc thật, không thông qua bất kỳ một cái tổ chức, hay là mình sợ có những người mạo danh họ làm không có đúng, mình sợ bị lợi dụng. Và ở đây là các sư cũng cam đoan rằng là cái nơi này là một cái trung tâm thiện nguyện bằng tất cả tấm lòng vàng của mọi người. Ai có cái trái tim và bằng tất cả tấm lòng của mình thì cứ đến đây tham gia, không có một cái gì trở ngại hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đây là Đại Đức Minh Toàn, cũng là thành viên sáng lập cùng với Chư Tăng 10 năm về trước. Trong cái group của các sư là gồm có 6 vị, trong đó có 4 vị cư sĩ nữa, và đặc biệt là các thành viên cư sĩ ở tại thành phố Nha Trang. Cũng nhờ đó mà cái bếp này đã trụ được 10 năm, và đặc biệt là mới xây lại vào năm ngoái. Năm ngoái thì các sư cũng cố gắng hoàn tất để cho có cái chỗ, có nơi bà con về đây lạy Phật, mặc dù là một cái bếp nhưng mà cũng có thờ Phật. Và nhân nơi đó là bà con cũng có đến đây để trong những cái lúc mà có chia sẻ thực tập những cái pháp lành, lời Phật dạy. Cho nên đặc biệt là những em nhỏ ở đây là tụng kinh này, đọc tụng chú Đại Bi là không có phải, các em thuộc luôn. Đó là một điều rất là hy hữu. Một lần nữa và nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cầu nguyện cho quý vị ân nhân, quý vị hộ pháp gần xa cùng với Chư Tăng ở nơi đây, cũng như chung tay góp sức để cho bếp cơm sen luôn luôn tỏa hương thơm khuyết, và cũng như ánh sáng Phật Pháp được đem đến tại miền núi Khánh Sơn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý vị có vui không? Rồi mọi người cùng hân hô đón chào và cảm ơn mấy người. Hả?
hai cái son rất là to thưa quý vị. Cái này canh chay hả cô ha? À, bún cá chay. Bún cá chay. Cái này chả nè. Chả ké luôn. Chả ké chay. Đó, chả ké chay này đẹp không? Wow, nhìn đã quá ha. À, thấy chưa, giống như chả ké không? Cũng chiên phồng lên như ai chứ bộ. À. Ở đây là mấy chị em đang ra những phần đồ ăn đây thưa quý vị. Đủ tô hôm vậy chị? Dạ đủ anh ơi. Đủ luôn ha. Tô nhiều lắm. Ở trên này thiếu gì vậy? Tô không thiếu. Tô không thiếu, chị thiếu vật chất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa con cũng xin cảm ơn sư toàn sư chỉ, cũng là người đã kết duyên cho đồng thiện nguyện của con chỗ cô Lệ là cô Thu, và đồng thiện nguyện thực hiện ở Nha Trang đã đến được ngôi định xá Ngọc Sang. Và cũng cảm ơn đến tất cả quý bà con, các em cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi, cũng như là các con bạn thường quân và các bạn tình nguyện viên cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến đây để chia sẻ những cái tình yêu thương, những cái điều tốt nhất của cuộc đời, đó là mình biết cho đi và mình biết san sẻ lẫn nhau. Và cũng xin cảm ơn các cô chú ở tại cảnh sát Hoàng Sa đã hỗ trợ về mặt tinh thần, đó là quy động tất cả các bà con ở gần ở đây để đến nhận những cái lễ phẩm từ tình yêu thương của lòng của chúng con. Và con cũng xin gửi hồi hướng công đức này đến cho tất cả mọi người đã cùng đồng phát tâm về những bạn đã cùng hỗ trợ cho chương trình này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để dành cho đoàn tiếp xem tôi cũng cảm ơn các anh chị cô ngài thị xã xa xôi đã đến đây tặng quà cho bà con nơi đây. Cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho các anh em và người ở nơi đây. Tôi xin thay mặt cảm ơn mô sư thân thường. Rồi tới giờ cơm trưa rồi ha. Tới giờ cơm trưa. Nè con, tới chưa con đi vô kia con. Đi vô kia mất nước. Rồi tới giờ cơm trưa rồi quý vị. Bà con nhận mấy cái tô bún bên này rồi tới đây múc nước lèo. Né né mấy cái nồi ra tụi con nhỏ né ra. Xếp hàng đằng sau kìa để mấy cô múc nha. Chị múc cho màu ra, chị đi múc cho màu ra. Lấy cái bé cái nồi bên này nữa chứ đông quá. Lấy cái ghế nữa đâu. Không cả.
làm sao lên lên bảo lên nha. Chị ơi, mấy chị lo múc đôi với sư ăn trước đi chị. Dạ dạ, có cái xôn của sư kìa, chị vô chị lo giùm cho sư đi. Hả? Đâu đâu, có ai đây? Cô chưa ăn đâu, đang làm lời mà nói cho chú. Để đó, để đó. Mấy con đứng lùa lùa ra, chú con đứng gần nó nóng á. Có ai đây, cô đứng này đây, bông bông. Là để cho tôi cho xíu cho. Chị xôn múc cho mấy bé trước rồi chị. Múc cho mấy bé trước đi. Đây hai chị. Đi đâu mà dẫn em nhiều nhóc vậy con? Rất là trật tự thôi quý vị. Rất là trật tự, không một tiếng ồn luôn. Đứng con, đứng con. Này con. Chờ con chút. Chờ con chút. Chờ con chút. Rồi, chúc con trai ngon miệng nha. Rồi, chúc con trai ngon miệng. Rồi chúc con trai ngon miệng. Bé gái này bưng nổi không? Sợ nóng không? Ổn không? Bé gái bên đây là chị sau sau, sau lưng chị nè. Con được không con? Được không? Chú hỏi cũng là thằng nhỏ này. Con bưng được không? Nắp con bưng được không? Biết hỏi mấy chị nha. Vô đây ngồi luôn đi con gái. Rồi vô trong đây luôn, vô trong đây luôn. Rồi vô trong đây luôn nha. Ngồi đây ăn cho nó mát. Tụi con ngồi xích vô một chút, hoài kia cái lưng nó dính nắng nó nóng. Ngồi xích vô con. Con gái ngồi xích vô. Ngồi xích vô cái lưng nó hứng nắng nó nóng nè. Ngon không chị? Ngon không? Mắc cỡ à. Bé ơi, cái tô đó nó nóng, con cầm cái đó con ngồi lên cái bột kìa. Ngồi lên cái bột tam cấp á, con ngồi con ăn. Con để cái tô trên đó đó. Ngon không con trai, ngon không? Ngon không? Cho xin ý kiến nè. Bà con đây kiệm lời lắm quý vị à, khi mà hỏi đến thì chỉ cười thôi. Ngon không bác? Ngon không? Ngon. Dạ. Cô bác khô nước quá, chạy tới múc thêm nước vô ăn. Dạ. Ở đây bác có thường ăn chay không? Có ha. Dạ. Hôm nay rất là vui thưa quý vị. Hòa mình cùng với những bà con đồng bào nơi đây. No chưa con, ăn nữa không? No chưa? Quay kia lấy thêm. No rồi nữa. Sức anh ăn được mấy tô anh? Một tô. Một tô thôi. Một tô thôi. Dạ. Wow, chị mặc đồ bà ba đẹp quá.
Bà con ai còn đói qua lấy ăn thêm nha. Dạ dạ. Dầu thì sẽ nhiều vô chị, nhiều hết cho xì dầu vô. Ăn nữa không cô? Dạ một tô đủ rồi ha. Chú ơi, ở đây là khi thành lập tỉnh xá là chú cũng bắt đầu đi chùa từ lúc đó luôn ha? 10 năm nay rồi. Từ hồi phát sinh còn phát sinh nhà trắng. À dạ dạ. Từ phát sinh nhà trắng chỗ đây là nhà trắng chỗ đây coi như là xịn không, cho đây mới đổ đất xong rồi xưa mới chuyển làm cái nhà đây là tới vua Covid luôn, tới cái ngày đó là nghỉ trong cứ 3 năm là mới làm. À 3 năm. 3 năm mới làm lại. Xong dạ. mới hoàn thành cái này. Dạ dạ cũng rất là mừng khi bà con ở đây đều tới đây sinh hoạt và dạ. Rất là vui. Dạ. Anh ăn cơm chưa? Dạ hoặc chưa. Anh dùng đi, anh dùng đi. Dạ dạ. Rất là vui thưa quý vị, rất là vui luôn. Wow, bà con ăn xong tự rửa luôn hả? Giỏi. Ồ, bà con giỏi quá. Bà con ở đây ý thức cao lắm quý vị à. Ăn rồi tự rửa nè. Rồi những người nào mà nhận được quà rồi đó thì họ không có nhận nữa đâu. Rất thương bà con ở đây thưa quý vị, bà con ăn xong bà con tự rửa luôn. Cô ăn chưa? Bếp chính mà, bếp chính mà, ăn đi cô. Con chào chú. Chú ở chợ sớm mới hả chú? Dân chợ nhìn mặt biết liền. Dạ dạ. Là chú đi với đoàn nào chú ha? Thì bên cái nhóm của bên Việt Công Bang á. À dạ. Bên cái nhóm cán bộ hưu trí của Việt Công Bang. Dạ dạ. Nhiều lần rồi. Dạ dạ. Hôm nay đi là đông vui nhất cùng với anh nhân với các anh chị em đây nè. Dạ. Sáng nay thì mình đến hơi muộn chút chứ không sớm chút nữa là vui nữa. Thì kể về các cháu nó chờ hơi lâu. À xe hết bên đi lộn đường. Dạ. Dạ. Ba ăn được không? Ngon không? Không những ngon về chất lượng ngon được cái tay. Dạ dạ đúng rồi, dễ gì mấy anh em mình chung nhau đứng đây ăn được.
Nói về tiền không à. Hồi nãy giờ cô tắt bật vậy, cô ăn chưa cô? Cô la làm á. Mẹ con ăn là cô mừng rồi. Dạ. Vui rồi, lè không có biết đói. Mừng lắm á. Mừng á. Mà đắt là coi như mừng quá luôn á. Có cảm tưởng gì trong ngày hôm nay không cô? Có chứ, cảm tưởng rất là vui. Từ ở dưới Nha Trang mà lên đây nấu mà quý bác đã tận tình ăn hết cái xôn, hai xôn nước lèo của mình là mình quá. Coi như ok luôn. Coi như quá sức là vui luôn. Ờ, tán thành công đức cho mấy cô này hết ăn được món ăn chay của hải sản Cung Cô đem lên đây để mà phục vụ cho quý bác ở đây hết. Dạ, rồi, dạ. À, rất 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 là cảm ơn hết ở nơi này. Dạ, dạ. Rồi chị em nè, chưa ăn ăn đi nghe. Có bụng cái ăn đi nghe. Dạ, 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 chờ chút. Rồi, chị cho miếng nước ha. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Ngon lắm quý vị. Tình thương, mến thương. Rồi bảo ở đây nêm đồ. Rồi đó bảo qua nêm đi. Chưa đó uống nước xong rồi, cho uống nước đây. Nêm chút muối ớt đi, muối ớt ngon nè. Ớt mắm ngọt, đây mắm cây. À sườn giò cây, rồi que rau. Cái này nữa ăn nó ngon. Rồi ớt tương, giống như quán vậy đó. Dạ bây giờ tới lượt em thôi quý vị. Tới lượt nó ăn kìa, nó ăn nó lay luôn. Đại quá, đại quá, vui vui, hôm nay rất là vui. Bún chay thưa quý vị, bún chay ngon lắm. Dạ xin mời quý vị. Chị Châu ăn chưa? Mệt quá rồi, chị Châu mệt quá rồi quý vị. Và ngày hôm nay thì tất cả các cô chú ở trên đây sẽ phát cho tất cả các con những cái đôi dép này. Và những đôi dép này được gọi là những đôi dép yêu thương. Và các con từ ngày hôm nay là các con sẽ tập lên dép. Nếu như các bạn nào mà hồi giờ mà đi trên không á, thì ngày hôm nay các bạn đã có dép và các bạn sẽ đi trên để xong cái chai sạn cái đôi chân của mình. Và các bạn, các con sẽ mang dép của cái đôi dép yêu thương này để các con đến trường được không? Rồi tất cả các con là yên lặng nha. Một phát nữa khi mà cô chú phát á, khi mà phát xong rồi á, mà các con mà chưa có giúp á thì các con giơ tay lên nha để cho chú sẽ biết. Tất cả mấy đứa con ngồi im lặng. Qua đây lâu quá rồi không có ôn tiếng ngoại ngữ nên là Su nhắn im lặng nha. Rồi tất cả các con có ngồi hướng về cô, cô xin đặt tiền lưu xin cho các con nghe chưa? Im lặng hết nha. Rồi mỗi con làm một đôi nha.
Rồi mỗi con này, cái con sẽ nhận lại một gương nhé. Rồi khi mà nhận xong thì các con cũng ngồi yên đó nha, các con không di chuyển đâu nha. Alo, xin thông báo cho đoàn của mình nha. Phía bên tay phải của cái tấm cơm của mình là ngay phía bên kia chỗ cái cây bút sữa đó. Cái nhà ở bên trên sầu riêng đó, đó là cái gian hàng sầu riêng rất là đặc biệt để đối với đoàn ai có nhu cầu mua qua bên đó ủng hộ cho các vị. Và đặc biệt là sầu riêng nó rất là ngon. Phía bên đó đang trên một quầy đó, đó là sầu riêng ngon để dành cho các bạn tử mua đó. Rồi các con đã nhận đủ tiếng cho của bạn là một đôi. Rồi bạn nào mà chưa có giúp thì các bạn giơ tay lên nha để cho các cô chú. Rồi bốn đôi cho em. Rồi mỗi con là một đôi dép và một phần bánh nha. Rồi các con là một đôi dép và một phần bánh. Chùa của tỉnh hội kia là 100, chút nữa đi nghe qua bỏ. Và sau đó là chúng ta lên chỗ xuống nguồn là chúng ta bỏ 50 suất nữa là ngay tại khu vực Khánh Sơn là 250 suất. Thì bây giờ là 100 suất. Như vậy là
Thiện Duyên vô với anh Nhâm để điều hành lấy 100 cái số phiếu nha. À, mời cô Lệ, mô Phật mời chú thường với cô Lệ mô ạ. Chú thường cô Lệ mô đại diện pháp luôn, mô Phật nhanh lên tất cả các đoàn. À, hôm nay là nhóm của cô Sô, nhóm của anh Nhân và cũng như nhóm của cô Phương, cô Phượng, anh Điền và nhóm của cô Lệ và chú Thường. Đây là các thành viên của nhóm chính thức trong 250 xuất quà này. À, bây giờ xin mời anh Điền với chị Phương, chị Hồng vào bên trong để phát quà với chị Nị, tức là đại diện cho chú Phú Đâu Nè. À, cô Lệ với chú Thường đại diện cho chúng giết Phật tử ở tại Ngọc Ấn. Và cô Sô với anh Trâm là đại diện cho chúng Phật tử tại Tháp Bà. Xin mời ba nhóm đại diện Phật tử. Xin nhắc lại. Alo. À, xin nhắc lại là mời cô Lệ, cô An, chú Thường đại diện trong nhóm lưu trí Việt Công Banh và đại diện trong chúng Phật tử của Nha Trang là Phú Long Na, là trong đó có chúng của anh Điền, cô Hồng, cô Phượng, cô Phượng và cô Phương và đại diện cho chúng trong hội chúng nấu bún nữa là cô Sô và anh Nhân với cô Phượng. Rồi quý bà con mình là phần quà của mình là gồm một thùng mì, một bao gạo, một bị gia vị mắm hạt nêm dầu tiên và khi mình nhận xong mình đi vòng ra kia mình nhận thêm một cái bị cá nữa nha. Bị cá này thì quý cô mình về mình để dành mình kho, mình ăn, mình đi làm chứ mình đừng có về mình làm một bữa tiệc xong rồi hết nè, lần sau là mất cái hương vị cá nha. Mình bị cá đó là ăn được một con. Rồi chị đứng đây chị tu viếng nha. Anh Điền ơi, anh Điền với cô Hồng và cô Phương vô bên trong, đứng bên ngay chỗ cô Lệ với chú Thường á, đại diện phát dùm. À, đại diện phát dùm với cô Nị luôn, cô Nị là có tay nè, tác chiêu công đức cho ba đoàn rồi, các vị có vui không? Đó, bà con dùng sau được hưởng âm phước này, mô Phật. Và xin lỗi hôm nay là quý vị biết không, là sáng hôm nay là nó bị trễ và thay mặt cho ban tổ chức các sư xin lỗi quý vị là hôm nay là nó bị lỗi một chút là do bác Tài, chú bác Tài mà chở gạo và thực phẩm á, là ổng không biết là sáng nay là sau khi mà tiêm vaccine là có cái triệu chứng là quên và sau đó cho nên là đi lên Khánh Sơn mà chạy xe vô Phan Thiết đó rồi, cho nên mới là hồi giờ mới thấy luôn, cho nên bà con thông cảm nha. À, tại bếp cơm sen là 100 suất các quý vị ha. Sau đó chúng ta đi lên phía bên trên kia là tại chùa Khánh Sơn là 100 suất nữa là 200. Và sau đó là chúng ta lên ngay chỗ suối nguồn của cô Đầm Phổ là 50 suất nữa. Là tổng cộng ngày hôm nay là 250 suất. Sau khi tất cả các vị nhận quà, các vị ra ngay chỗ cây vú sữa, mỗi vị có nhận một cái phong bì với một phần tiền nữa. À, hôm nay là trong đoàn có phát dứa nè, cá khô nè và một số nhu yếu phẩm. Mỗi một phần quà như vậy là trị giá 500.000. Mỗi một phần quà trị giá 500.000 là tổng cộng 250 suất như vậy. Và đây là cái chương trình từ thiện vào mùa Phật đản.
do các đoàn Phật tử đã nhớ đến, thấy người đồng bào của mình rất là thương, cho nên là để tặng cho các vị mỗi một vị là một suất như vậy đó. Mô Phật. Rồi quý bà con mình nhận mì gạo và thực phẩm sau bên đây mình nhận bị té nha. Ai mà thiếu té thì mình thua luôn nha.